biết đẻ lúc tầm 7 giờ hay là 7 giờ kém hay 7 giờ 5 phút thì bà một cái là sau 7 giờ trước 7 giờ đúng không? Đang làm nghề gì? Em làm nghề tự do. Có đi đòi nợ không? Tự do không, nói chung tự do, không việc xã hội tự do. Tự do thì bây giờ có mấy cõi, một là cho vay nặng lãi hay đi đòi nợ. Cơ bạc. À là cơ bạc, cơ bạc. Ok. À, lấy vợ chưa? Lấy vợ đây. Yeah. Vợ có làm cờ bạc không? Vợ em trước làm nên thôi rồi. Đây là vợ sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 86. Đưa ra số vợ đây năm nào. Xem chồng sinh giờ nào nào. Kinh, vợ liêm chính thiên tướng, vế gớm. Đây là tướng bà đấy biết không? Dạ. Vợ thiên hạ đệ nhất liều. Vợ thì chơi được, cờ bạc được, ông chơi là chết. Nhưng vợ cũng có số dính pháp luật đây này, quan phủ tại mệnh này, đi với Kinh Dương này. Huynh đệ có mấy người? Em có hai cha một gái. Ok. Hai cha gái không gì nữa. Đây là lá số mà có mấy đứa con? Em có hai, một cháu gái. Một trai một gái. Có con nuôi không? Không. Không con nuôi sau này hai vợ đấy. Về nhận đi nhá. Đã bao giờ dính pháp luật chưa? Dính rồi. Rồi. Bị nhốt bao lâu? 5 năm rồi. 5 năm đúng không? Bây giờ hiện tại giờ vẫn đang ấy. Vẫn đang còn án đúng không? Vâng. Đấy. Đây là một lá số mà mệnh thiên lương vẫn đi tù. Bạn này cung hợi, cũng cứ đóng tị hợi là tù tội. Tờ nào đúng rồi nhỉ? Tờ này là tờ thìn sau 7 giờ. Sau 7 giờ. Và anh này anh đi tù bởi vì thiên lương. Đấy là rất hiền, nhìn hiền không? Hiền vẫn tù. Cứ sinh vào giờ tị hợi là tôi tù nó cứ rình rập mình. Hai cung này trong tử vi nó gọi là cung tù, cứ đối xứng cung này. Mệnh anh đóng rồi đó. Và cô vợ cũng có số luôn. Vợ cũng có sao Kình Dương đóng về quan phủ tại mệnh luôn. Nhưng mà đi tù vận nào? Thế là tù chơi cờ bạc đúng không? Vâng. Ông này hiền này thì dám giết ai được mà. Thiên lương là không làm việc ác. Chúng mà đang bác thì không ăn. Sao thiên lương không làm việc ác? Và sao thất sát thì không làm việc thiện? Anh này anh ấy bị tù tội vì nhiều lý do. Thứ nhất là có sao vong thần tại mệnh này. Sao vong thần này nó khiến cho cuộc đời của người điêu đứng. Hai là sao phục binh đóng cung văn lộc. Anh ấy bị rình, nó ụp phát. Phục binh đóng cung văn lộc là suốt đời bị rình rập. Lúc nào có thằng dòm ngó mình, cái việc mình làm. Và chỉ đợi đến vận quan phủ là nó tóm mình. Được chưa? À, thêm nữa là anh này là thân cư tài, nghĩa là thích kiếm tiền. Nên là cứ kiếm được đâu nó ụp đấy, kiếm đâu ụp đấy. Và có lần phải bán cả nhà để trả nợ. Và cái vận đấy chính là vận này 36 đến 45 sắp đấy. Đang trong vận 36 45 là vận. Ông này đang trên đường đi xuống. Vì ông này là có đại hao nằm ở cung điền trạch. Người ta sợ nhất đại hao nằm cung tài bạc chỉ mất tiền. Đại hao nằm cung điền trạch là ra đê luôn, mất cả nhà. Và anh này đang rơi đúng cái đại vận này. Được chưa? À, muốn chữa được là phải biết cách chữa chứ không có là ra đi luôn này. Khi mà người ta có cung phúc đức tốt ý, người ta phải tránh được họa, kể cả bệnh tù người ta vẫn không tù, người ta chỉ trục trặc pháp luật thôi. Như anh này vì cung phúc đức xấu đó. Cả địa không địa kiếp nó chiếu vào cung phúc đức. Phúc đức là tiền kiếp mà thầy nói rồi. Anh này mệnh hãm, phúc đức xấu, thân của anh này lại gặp tuần nữa, thế là anh này là sẽ bị gì, sẽ bị rất là nhiều cái xấu nó ám một cái không đỡ được, bởi vì giá tiên mạnh mới đỡ được. Nhớ nhá, vậy để sửa lá số này á, để cho có cái đại vận đại hao này nó không bị mất mát thì anh phải sửa như sau. Thứ nhất phải sửa cung phúc đức, phải phá độ gia tiên trước. Thứ hai là phải giải sao phong thần tại mệnh. Thứ ba là giải cái thằng đang phục binh mình đây, tại âm binh. Ba cái việc đấy. Thứ tư nữa, rơi vận đại hao không có cách gì ngoài mua đất cả.
và thu hết vốn liếng lại, bây giờ đầu tư đất, đến năm 46 tuổi thì dừng. Giống hệt như cô chị ấy à, không làm giống cô ấy là chết. Cô đang làm việc rất là ấy đấy, nhưng mà cô cũng biết thời biến vận rồi. Bởi em là đất cát, nhưng mà từ bé ăn lớn là em không biết cái gì. Nó gọi là đã có lộc rồi thì nhắm mắt mua cũng lãi. Không biết, nhiều người cũng bảo là đi ấy, nhưng mà em từ bé ăn lớn không biết làm cái gì. Nhá, phải phân tích lúc lá tiếp lá số của vợ này. Nếu mà mình không làm thì trong cái vận này mình sẽ phá sản. Và trong cái vận này phá sản và cô vợ có sao đào hoa với hữu bật thế này sẽ đi lấy người khác. Cái phá sản này của mình sẽ đưa mình vào tù tiếp. Vì mình đang có thiên hình tam hợp thế này. Không trả được nợ nần lại phải đi tù. Vỡ nợ mà. Lưu vào đại học vỡ nợ. Rồi chờ vợ ở nhà lại phải đi lấy với anh khác. Lần này đi dài đấy. Nên là tránh ngay đi. Em xem em từ bé ăn lớn giờ, từ em hỏi thầy đi là em kiếm rất nhiều tiền. Nhưng thầy không giữ được cái gì. Nhưng mà em cứ kiếm, có thể là ngày mai ngày kia em có tiền tỷ rồi. Nhưng mà em lại hết. Thế lý giải mà cuộc đời em nó cứ lòng vòng thế. Một người ta là một kiếp người thì một lần thôi. Nhưng em một năm nó phải đôi khi là mấy chục lần. Đấy, thầy giải thích cho. Là em cứ nút lên xuống chập chờn. Giải thích cho. Đại hao chiếu mệnh. Anh này đại hao nhị hợp mệnh mà. Đại hao mà nằm ở cung mệnh tài quan nó khác. Đại hao nằm cung điền trạch nó xấu lắm. Nghĩa là mất to. Thấy chưa? Cuộc đời mình cứ trôi nổi. Cứ mang nhà ra cá cược mà. Cháu mất nhiều. Thứ hai nữa là ông bị vong thần với phục binh đây. Nó ám phục binh đóng cung quan lộc là gì? Ông cứ có tiền cái là có thằng khác nhòm nó lại vụt mất. Nó luôn luôn đứng. Phục binh đóng cung quan lộc là bị ăn chặn, ăn bớt. Và bị đánh úp về tiền tài. Thấy chưa? Nó đóng cung quan lộc là suốt đời như thế luôn. Phải giải đi. Đấy, cuộc đời ông này rất thăng trầm vì ông này đánh bạc mà. Canh bạc cuộc đời, liều lĩnh vì sao hỏa tinh tại mệnh, rất nóng vội. Đi với sao vong thần thì đôi lúc cái nóng vội là nó xui cho mất. Nóng tính, nóng vội. Em hỏi anh cái mệnh của em thế là em chơi với bạn tuổi như nào, với cả em đi với cái anh em hay làm ăn với người như thế nào? Bây giờ là ông phải, đây ông bây giờ đang đi với rất nhiều ma. Về phục binh với vong thần đây là đang đi với ma này. Bây giờ phải giải. Nào em đi với ma. Ừ, mày phải giải ma đi đã. Cái là quan trọng. Em ở toàn quỷ ấy. Ma quỷ hết. Nhưng mà trong người không có triệu chứng. Đây là cả ma trần vong. Ma trần vong chứ. Phải nói mà thế là hiểu rồi. Và nếu ông không sửa bốn cái thứ này là trong tương lai lại vào tù tiếp. Mệnh tù có nghĩa là số đi tù chuyên nghiệp. Thân tù chỉ đi tù một thời gian thôi. Và cô vợ cũng thế. Bạn này bị cái sao Kình Dương cư ngọ đi với quan phủ là sau này ấy, là vì bị vu oan giáo họa mà chết bất đắc kỳ tử. Kình Dương cư ngọ mà hai người chồng thế này cả cái vũ mật này. Rồi con có sao hồng hoa này. Đấy, sau này con cái cũng lăng nhăng luôn này. Cô này cũng có căn tứ phủ tứ linh chiếu bệnh này. Những người có căn như cô này ấy, mà không ra lễ thánh cũng sẽ mất. Và cung điền trạch của cô có thiên đồng hóa lộc địa không, chứng tỏ hay phải chuyển nhà chuyển cửa lắm. Địa không với địa kiếp mà đóng cung điền trạch là mất nhà mất cửa như chơi. Nhớ nhá, mình là người mệnh tốt này. Mệnh tốt. Thân của cô là cư quan lộc. Này, quan lộc của cô tuần này. Phúc đức xấu này. Phúc đức của đại hao mà. Nếu cô không hóa giải thì cuộc đời cô nó sẽ như thế này. Đi xuống, cứ dần dần càng xuống. Đây là một lá số xấu về phúc đức ấy. Nhưng mà cô cũng may mắn là gì, phúc đức của cô có đại hao nhưng vẫn sửa được. Chỉ cần làm cái phản đội gia tiên này cho cả họ nội họ chồng là cái sao cung này nó vẩy lên này. Phải chưa? Và bây giờ đang trên đường lao dốc đây. Vì nhìn lá số của cô. Anh nhá, nhìn lá số này. Mình bây giờ là 34 tuổi. Có thấy đại vận 34 có sao hãm này không? 44 mới phát, mới khá đây này. Cô sẽ chìm đắm trong 34 đến 43. Thiên hình là dính pháp luật luôn. Thiên không là sao rất là gian hiểm. Vậy là từ năm nay đến năm 43 tuổi là rất là điêu đứng trong 10 năm. Và đến năm 44 cô mới dựng lại trở lại được. Được chưa? Em hỏi sát với em tí. Tại vì em nói thật với thầy với là em cuộc sống em hàng ngày là em sống vào em kiểu như là
vận đỏ vận đen ấy, em không như các bạn đấy. Thì em muốn là em bây giờ là đang cái nó xấu như này thì là nó khắc phục như thế nào cho nó đỡ đi. Đấy thầy ghi đây rồi, khắc phục nhất là phải giải những cái sao ám tinh chiếu bệnh đi. Thì em vẫn cả bạc suốt ngày, ngày nào cũng chẳng bây giờ thầy chưa nói chuyện nghề nghiệp. Ý em muốn là nó ngày trước em nói em có chuyện với thầy là em cứ xem là bây giờ thầy đã nói là bây giờ chỉ có giải đi thì nó mới khá lên được, nhưng bây giờ mình chưa làm cái này thì nó chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bây giờ ông quá nhiều ám tinh chiếu, nó sẽ khiến cho ông sẽ điêu đứng và mời ông vào tù. Ông đang trên đường tự đưa mình vào cửa tù tiếp. Thì bây giờ những cái thằng đấy là mình phải giải đi trước, giải âm trước, rồi những thằng trần mình phải giải sau. Rồi tự nhiên nó buông không ra, nó chẳng muốn ông chơi bạc nữa đâu. Thầy thì chồng em theo nghề gì nữa, ngoài cả bạc ra hướng gì? Thầy nói rồi, bất động sản. Từ giờ đến năm 45 tuổi chỉ làm bất động sản. Không có tiền. Không biết tiêu tiền nhưng chưa biết làm nghề gì. Còn cờ bạc thì lại tu tiếp. Lần trước 5 năm, lần này lại tiếp. Không biết thầy. Không, vì trước em cũng đi em hỏi với một người em xem, một người em cũng là người thầy. Em cũng xem rồi. Người thầy, một người em đấy, người em cũng thấy người ta nói sát là người ta bảo em là đi lấy đất đai này. Người em ở Hải Phòng, người cũng làm nhà thầy, cũng tử vi như thầy này. Và người em ấy, nhưng mà người em ấy lại không có những cái nói như thầy. Không nói, không nói rõ như thầy, mà để người ta chỉ bảo em là em bị hỏi chuyên môn về cái ngạch là thì là gạt đỏ gạt đen thôi. Có nghĩa là em chỉ hỏi cái em làm cách nào để cho em giải thích là một đỏ. một năm có bao nhiêu ngày đỏ tháng đen, ngày đỏ tháng đen, nhưng em ấy sẽ gạt cho em ấy là đỏ hết và đen dính lên sau, nhưng công nhận em làm được. Nó có nghĩa em đỏ thầy nên... thầy cũng làm thế được, không bao giờ làm cho người chỉnh trời chơi cờ bạc, biết chưa? Biết tại sao không? Chơi cờ bạc bản chất là gì? Tiền dịch từ túi người này sang túi người kia, nên thầy sẽ khuyên là người ta đi làm một cái gì mà nó mang lại giá trị đích thực. Ở đây á, bất động sản nó có thể đầu tư được, xe cộ đầu tư được vì có thiên mã này. À. Tại sao làm được cái đấy chân chính không làm mà phải đi làm những thứ mà không tạo gì cho cuộc đời vật chất cho xã hội, đúng không? Và thầy đa số là xui tất cả mọi người đều dừng cờ bạc hết, không bao giờ chơi vì nó không mang lại cái giá trị đích thực cho xã hội. Còn nguyên tắc là gì? Ngày nào mà đỏ đen biết ngay mà, các tử vi được tính được theo giờ luôn, chứ không phải theo ngày. Giờ nào đánh đỏ, giờ nào đánh đen biết luôn, nhưng mà mắc nghiệp cực lớn. Được người khác, chúng được tước đoạt của họ, mình lại bắt nghiệp cái gì đâu. Không chơi cái đấy. Được chưa? Và sẽ hướng dẫn cho một cái nghề mà phù hợp mình nhất. Mình có sao hóa lộc tại mệnh là biết kinh doanh này. Có hóa khoa chiếu mệnh là học rất nhanh này. Đấy. Lại có liêm trinh, rồi có tử phủ vũ tướng chiếu vào cái vận điền, cái khu điền trạch này này. Buôn đất là ra tiền này. Buôn xe ra tiền này. Kể cả xe cũ cũng ra luôn. Kể cả mua xe bán đại cũng ra tiền này. Tại sao không làm thì phải đi làm cờ bạc làm gì cho cuộc đời nó bốc nó bốc bọ. Đang mê vào thầy. Từ đến đến ngày em toàn từ năm 16 tuổi em toàn đi đang đi đến bây giờ. Bây giờ chỉ có cái nhà trong nát thôi chứ không đam mê quá. Và ông biết không? Nếu mà tiếp tục không sửa nhá, suy đóng công phúc đức mà địa không địa kiếp, nghĩa là đời sống tinh thần mình trước lúc chết vô cùng khổ. Thầy giải thích nãy giờ rồi. Sống lâu. Điền trạch mà có đại hao có nghĩa là trước khi chết không còn cái tài sản nào hết. Thế tại sao mình lại biết một cái tương lai nó xấu thế mình cứ lao vào làm gì? Mình phải sửa mệnh đi chứ. Sửa là gì? Làm những công việc chân chính, tạo được nhiều việc tốt cho xã hội, chính là cách sửa dần mệnh của mình đi. Còn bây giờ thầy có chỉ cho ông đánh trúng, đánh tốt, đánh cuối cùng hậu vận ông vẫn tàn. Thế chỉ làm gì? Không, cái đấy thì em không bổ chỉ hay là đòi hỏi, vì cái đấy em biết là cái đấy thì cũng muốn không thể nào được. Bước ngờ một cái vận cái hạn rồi. Đến năm hạn mình. Thế hôm nay về mình đi làm bất động sản đi. Thì đấy mới là cái em không... muốn là em làm ăn cùng em là em mệnh thủy. Có phải là em mà đi với người mà làm như người mệnh kim mà tốt hơn giữa mình hay là có phải không thầy? Vứt. Những cái lý thuyết đấy vứt. Vâng, đấy em không biết em hỏi thầy. Đây là bộ môn tử vi nó còn chỉ rõ là việc gì tốt, việc gì xấu cơ. Ý là kinh doanh đối tác với bạn, chơi với bạn. Ông chơi với bạn, nhớ ông nhớ là kể cả ông Cao Anh 581 không phải là lúc nào vận ông cũng đỏ. Ông đang chơi với thằng kể cả nó hợp mệnh với ông nhưng mà vận nó đen vẫn chết. Hiểu chưa? Nên tuổi không giải quyết vấn đề gì hết. Có phải là con người, một con người cụ thể như thầy đây còn lên như này, vận mình đen, mình chơi cùng ông này thì ông này đen theo gì nữa, bảo đầu tư cùng thì chẳng mất luôn cùng lúc.
Vậy là tuổi không bao giờ chính xác. Phải xem, người ta nói nhất mệnh, nhất mệnh nhì vận. Vận của mình này, mình đang rơi vận xấu này, mệnh đã xấu, vận đã xấu. Ba đấy, phong thủy. Phong thủy thì có âm trạch, và âm trạch của mình quá xấu này, âm mộ này, phần âm phúc đức thì sợ xấu này. Sao mà tốt được, đúng không? À, cái đấy thì được. Nếu mà ông nói đối một cửa, vì ông này có sao nhìn đây này. Thiên di của ông là đắc địa, mệnh thì hãm, ở Việt Nam ông ăn thua, nhưng mà xuất ngoại thì rất thành công, bởi vì thiên đồng đắc địa, và có hóa khoa làm cung thiên di, đi xa sẽ được có kiến thức, lại có tả phù hương bật chiếu đây, có người giúp đỡ, nghĩa là sẽ thành công hơn. Và thiên quý này là quý nhân phù trợ ở nơi xa. Đấy chưa? Thế là thôi, bỏ nghề rồi, luôn về cờ bạc bóng bánh đi, xa bên kia cũng được, nhưng mình cứ trồng cỏ được. Sang đi trồng cỏ nữa thì cũng không khác gì. Trồng cỏ lại cái nghiệp tiếp, bởi vì khiến cho người ta nghiện ngập, người ta chết là cái nghiệp mà. Sức khỏe thì có hai phần. Phần thứ nhất là phần về mặt tâm linh, anh này sức khỏe quá yếu, vì quá nhiều ám tinh chiếu mệnh thì bao giờ phần âm sức khỏe cũng kém, tinh thần không tốt, ma ám. Hai nữa là anh này kình dương đóng cung tật ác, không bệnh thì thôi, bị bệnh là bệnh nặng luôn, sập luôn. Nhớ sao kình dương này nhá. Nhưng bây giờ đang còn khỏe mạnh, đang còn cơ bắp thì phải cố gắng mà giữ, không nó quật một cái là chết ngay và luôn. Kình dương này là đi luôn rồi. Đúng không? Cái này có sao được rồi. Xem một bố hay là mẹ à, thì mình đi luôn đây. Đây, nhìn ông này có một cái lá số cách cục là triệt vợ triệt con. Đấy, sau này sao vợ sao con, ngồi tù đấy. Đấy, triệt vợ triệt con này. Bây giờ đang đứng ở cửa rồi đấy, quay ngay đầu lại đi. Vâng, em chuẩn bị đi mà. Tiếp, em hiện tại em đang đợi án. Này thì cái đấy là em xác định xung đầu rồi, rồi em kiểu gì em cũng đi hay lợi là rồi em trước sau gì em cũng trả. Thế mọi người biết là tại sao xem tử vi biết ngược có người ta có cách có số đi tù, bởi vì đó là nhân quả. Anh này gieo những cái nhân không tốt từ tiền kiếp, và kiếp này anh lại tiếp tục gieo những cái nhân đấy nữa thì anh sẽ đi tù dài hạn. Nếu kiếp này anh tỉnh chỉn chu, anh ấy làm những việc mang tính chất đối xứng lại cái nghiệp sâu đấy thì anh lại tốt, thì mới tốt dần lên được. Thì thầy hướng cho cái đấy là đấy, mình đang quay ra là mình làm cái kia rồi. Đúng rồi. Hay cũng được lắm đấy. Riêng con đấy, đấy, nói đến chuyện công đức. Khi con mình làm nhiều công đức nhưng mà cái tội của mình nhiều hơn cái công đức đấy nó vẫn âm. Riêng con được cái này, tất cả không biết là nghiện ngập hay là đánh giày hay là tất cả những cái gì, kể cả công đức cả trời, kể cả những người thường, kể cả đóng giả hay không, với con cứ đi qua là có lương. Ông tưởng như thế là công đức hả? Thế con cũng giải bớt nghiệp của con. Đôi cúc ông là tiếp tay cho cái bọn xã hội đen đang bảo kê cho cái đội đấy. Nhưng con là hai quen đôi. Đến bây giờ cách làm cách nào rồi? Khi nào làm một việc công đức là gì? Mình phải đánh thức tỉnh cái con người mà đang chưa tốt đấy, để họ thay đổi tư duy, ý thức để họ tốt hơn. Đấy mới là công đức lớn nhất. Còn cho họ ăn một miếng chỉ qua ngày thôi, nhưng ngày mai họ tiếp tục vẫn đi đeo đường sai thì vẫn chưa là công đức. Mình không có đủ điều kiện để mình làm cái việc đấy. Không có điều kiện, mình phải có ý thức, mình phải dạy họ về ý thức ấy, cái thay đổi cái tư duy của họ ấy, đấy mới là công đức nhiều. Vâng. Từ một con người chưa tốt cho xã hội, đang ăn bám xã hội, mà mình dạy thế nào họ không đi ăn bám xã hội, họ tự lo bản thân họ, thậm chí giúp được cho người khác, đấy mới là công đức. Vâng. Chứ lại cho nó ăn xin ngày mai nó lại tiếp tục bảo ui đi ăn xin thế được, nó lại tổ chức một đoàn đông hơn, đấy là mắc nghiệp đấy, hiểu không? Con chuyên cho đấy. Sách thì dạo này đông thế. Không, con kể cả nghiện ngập hay là con kể cả nó ấy, nghiện ngập bây giờ mình phải khuyên nó không nghiện nữa. Không, nó là nghiệp. Con đang chơi bạc, nó chơi cờ bạc luôn. Đấy là cái nhận thức con không biết. Với con thì người già hay người trẻ bất cả. Nhưng mà thầy biết là anh là thiên lương, là tử tế rồi. Nhưng mà tử tế vẫn đi tù. Bởi vì thứ nhất là nghiệp tiền kiếp chưa giả hết. Thứ hai nữa là bây giờ mình cũng đang đi theo một con đường vẫn đang tạo nghiệp đây này. Chơi cờ bạc là khiến cho rất nhiều gia đình đi vào hỗn loạn, đi vay nợ lãi cầm đồ để chơi, bắt đầu sinh ra giết nhau, tất cả những nghiệp đấy nó ùn ùn kéo đến, chúng vì tham tiền từ túi người này sang túi người khác mà hại lẫn nhau, không tạo ra cái gì tài sản cho xã hội. Riêng môn cờ bạc là không tạo cái gì cho xã hội. Còn đánh với bọn môn ma túy thôi, không chơi bọn người thường. Ừ. Môn đấy là làm băng hoại xã hội. Thấy thầy xem vợ con sau năm nó có đi nước ngoài. Bây giờ nói với cô này.
Thứ nhất là cô đang chuẩn bị đón một cái vận cực xấu. Đây này, 34 trở ra đây này, đào hoa thiên không, cắt duyên với ông này. Để ông này phải ở xa mình. Sắp không ở ngủ gần nhau nữa này. Rơi vận đào hoa thiên không là thế đấy. Đấy, và chính tinh rất hạn. Vậy là vận này là vận liệt đẹp. Có sao hóa lộc chiếu, nhưng mà vì chính tinh nó hãm vắn vẫn chưa được lắm. Cứu cánh là gì? Cô này cũng có thể xuất ngoại được. Thì con đang có hướng muốn. Cô này là phá quân nằm cung thiên di, có hóa khoa tam hợp, có tả, có người giúp đỡ, tả hữu à, chiếu vào cung này có thể giúp đỡ được. Và cô này có cung tây bạch cực đẹp, nghĩa là đây với cái số kiếm nhiều tiền một lúc này từ vi thiên phủ này. Chẳng qua là cô này vận chưa đến 44. Lâu lắm chắc chết rồi. 9-10 năm nữa. Nếu cho thầy phán thì chắc chắn cô này ở trong hai. Trong đầu chép này, có chồng như không, tá phù bật này, thân cư trong hai này. Nếu mà năm nay con làm cái đi xuất ngoại thì liệu có được? Đi nước nào? Đi Úc này. Đi Úc à? Năm nay là năm có đào hoa thiên không, có thanh long thiên hình. Chưa thấy sao dịch chuyển. Nếu cô định làm thì phải ít nhất sang năm mới đi được. Đừng khinh thường cô này nhá. Sau này cô này kiếm tiền mát này. Chắc chắn là cô sẽ có một tiền đề rất tốt từ năm 34 đến năm 43 để, vì đến năm 44 nó nhiều tiền như thế. Nếu mà định kiếm tiền thì không cần phải đánh lô đề cờ bạc đâu, cứ chăm sóc cho cái cô này tốt là được. Thanh Loan này không cần gì đâu, sau sau người ta bảo em là mai sau em cũng giàu lắm rồi. Chắc là được nhờ vợ. Đấy, nghe kiếm tiền luôn. Chắc nhờ vợ thôi chứ. Chắc nhờ vợ mới đi buôn buôn đất buôn xe thôi. Thế chắc, sắp đi mấy năm? Năm à? Nhưng mà em thích đi thì đi, thích ở mà. Cũng em nói thật mà hơi đùa là em nợ nhà nước, em thích đi, đi không thích đi nộp tiền. Ừ. Nhưng mà bây giờ đang hướng là đang hướng cho chồng em đi, đi cho nó xong đi. Chứ bây giờ cứ một lần một lại. Cái đợt này thì nó cũng ngắn thôi, nó cũng không dài như đợt trước. Thấy chưa? Ông này mà không sửa mệnh là tù chuyên nghiệp đấy. Ăn cơm nhà nước nhiều ở nhà đấy. Có hy vọng là cuộc nói chuyện này chúng ta khiến anh thức tỉnh. Dạ. Nên dừng cái nghề cái mình của mình lại. Được chưa? Vì không có nhìn thấy tương lai xấu quá. Vâng. Em không phải này. Em kiếm. Không có vấn đề kiếm hay không. Mà bây giờ thầy nói thế thì mình hướng theo cuộc cái đời con người đâu phải tiền không đâu. Danh dự nữa chứ. Mình đi tù chuyên nghiệp sau này con mình nó lại phải đeo cái mặt mò của ảnh hưởng đến con này. Xấu hổ cho gia đình họ hàng này. Đúng không? Các cụ dư âm cũng nhìn nghe đau xót này. Chưa nói trần. Sao thầy xem đợt này gia đình nó cứ một cuộc sức khỏe thấy từ bố cho đến đấy trong nhà. Thầy nói rồi, cô Phúc Đức anh này quá tệ mà. Không quan tâm đến cúng bái gì cả. Không hóa giải cho họ siêu thoát. Họ mắc nghiệp nên là con cháu trên trần cũng trái cứu giúp. Hy vọng những thứ hy vọng những thứ thầy ghi ở này nên sửa đi nhá. Và muốn sửa được tính cho trần của mình thì phải sửa tính âm trước. Đây là hóa giải để cái tính âm nó hết đi này. Xong rồi tư duy của mình nó sẽ tự thay đổi. Trong ngày hôm nay chưa thay đổi được thì làm xong nó sẽ thay nhá. Thầy xem còn cái gì nữa không thì thầy hướng cho vợ chồng của con ấy. Nãy giờ cũng không biết hỏi gì hay gì cả, bởi vì thấy nó vất vả chật vật quá rồi, không biết hỏi gì nữa. Về nghe lại YouTube là được. File của thầy là được. Định hướng hết trong đấy rồi. Thế em xem em sống được bao lâu rồi. Nó là một chút tiền mục tiêu. Tiêu như em tính ngày nào thì mới đấy. Không nhiều. 66 đến 75. Thế bây giờ cứ chơi bời đi đi như thế này đêm hôm như này thì chẳng chết sớm. Nó mất 10 năm tuổi thọ đấy. Em bị mổ rồi, em bị đáng nghe này em sống 65 thì còn 55 thôi. Ừ. Em kêu đại phẫu thuật đấy, mổ tại vì em tiêm người ấy vào mất 15 tuổi thọ rồi.
cắt dạ dày đấy. Không phải cắt hết, không phải cắt cả tụy, cắt hết cả cái rồi cả người hết thế rồi. Có nghĩa là người ta bảo bác sĩ bảo là em cái này bảo là em bị tổn thọ, đáng nghĩa là mình sống được 65 thì có 55 thôi, và 75 thì thôi. Bác sĩ nói thôi cố gắng làm những việc công đức nhất tốt nhất có thể để tăng tuổi thọ lại nhá.